Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 16. Samson đi đến Gaza, thấy một kỵ nữ ở đó bèn đi vào nhà nàng. Người ta thuật cho dân Gaza rằng Samson đã đến đây. Chúng bèn vây người và rình giữ trọn đêm tại cửa thành. Cả đêm ấy chúng giữ yên lặng mà rằng: rựng sáng chúng ta sẽ giết hắn. Samson ở ngủ cho đến khuya. Lối khuya, người thức dậy, nắm hai cánh cửa thành và hai cây trụ, nhổ nó lên luôn với cây then, vác trên vai và đem lên chót núi đối ngang Hebron. Sau đó, người yêu mến một người nữ ở trong trũng Soret tên là Dalila. Các quan trưởng Philistine đến nhà nàng mà rằng: hãy ráng dụ dỗ hắn, hầu cho biết bởi đâu hắn có sức mạnh lớn lao kia, và chúng ta phải làm thế nào cho được thắng hơn, trói và bắt hắn phục. Chúng ta ai nấy sẽ thưởng cho nàng 1100 miếng bạc. Dalila nói cùng Samson rằng: tôi xin chàng hãy nói cho tôi biết bởi đâu chàng có sức mạnh lớn lao và phải dùng chi trói chàng đặng bắt phục chàng. Samson đáp: nếu người ta trói tôi bằng 7 sợi dây cung tươi và còn ướt thì tôi sẽ trở nên yếu đuối như một người khác. Các quan trưởng Philistine đem cho Dalila 7 sợi dây tươi và còn ướt, nàng lấy trói người. Và tại trong phòng ở nhà nàng có binh phục. Nàng nói: ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Xong, người bứt những sợi dây như một sợi chỉ gai đứt khi đụng đến lửa. Như vậy, căn nguyên sức mạnh người chẳng tìm ra được. Dalila nói cùng Samson rằng: này, chàng đã gạt tôi, nói dối cùng tôi. Xin bây giờ tỏ cho tôi phải lấy chi trói chàng. Người đáp: nếu người ta cột ta bằng dây lớn mới chưa hề có ai dùng thì ta sẽ trở nên yếu như một người khác. Vậy Dalila lấy dây lớn mới trói Samson rồi nói rằng: ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Vả có binh đang phục trong một phòng, nhưng người bứt đứt những sợi dây lớn trói cánh tay y như một sợi chỉ vậy. Dalila nói cùng Samson rằng: chàng gạt tôi và nói dối tôi đến bây giờ. Vậy xin nói cho tôi biết phải trói chàng bằng chi. Người đáp: nàng cứ dệt 7 lọn tóc thắt của đầu ta vào trong canh chỉ của nàng. Dalila lấy con sẻ cột chặt lại rồi la rằng: ớ Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Nhưng người thức dậy, nhổ con sẻ của khung cưỡi ra luôn với canh chỉ. Bây giờ nàng mới nói rằng: làm sao chàng nói được rằng tôi yêu nàng, bởi vì lòng chàng chẳng thành cùng tôi. Chàng đã gạt tôi 3 lần và chẳng nói cho tôi biết bởi đâu có sức lực lớn nơi chàng. Mỗi ngày nàng lấy câu hỏi ghẹo lòng rối trí người, đến đổi người bị tức mình hòng chết. Người bèn tỏ hết sự lòng mình mà rằng: dao cạo chẳng hề đưa qua đầu ta, vì từ trong lòng mẹ ta đã làm người Nasire cho Đức Chúa Trời. Nếu ta bị cạo, sức lực ta sẽ lìa khỏi ta, ta tất trở thành yếu như người khác. Dalila thấy người đã tỏ hết sự lòng cho mình, sai mời các quan trưởng Philistine mà rằng: lần này hãy lên, vì hắn đã tỏ hết sự lòng cho tôi. Vậy các quan trưởng Philistine đi lên nhà nàng, đem bạc trong tay. Nàng khiến Samson nằm ngủ trên đầu gối mình, gọi một người biểu cạo 7 mé tóc trên đầu chàng. Như vậy nàng khởi làm khốn khổ người, sức lực bèn lìa khỏi người. Bây giờ nàng nói: ở Samson, người Philistine xông hãm ngươi. Ngươi thức dậy mà rằng: ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người Philistine bắt người, khoét con mắt,
đem xuống Gaza, rồi trói người bằng dây đồng đậu đôi và bắt người phải xây cối trong ngục. Song tóc người đã bị cạo khởi mọc lại. Và các quan trưởng Philippines nhóm lại đặng dâng của tế lễ lớn cho Dagon, thần của họ, và đặng vui mừng nhau. Chúng nói rằng: thần chúng ta đã phó Samson vào tay chúng ta là kẻ thù nghịch chúng ta. Dân sự vừa thấy người cũng cất tiếng ngợi khen thần mình mà rằng: thần chúng ta đã phó kẻ thù nghịch vào tay chúng ta là kẻ đã phá hại xứ chúng ta và đã giết biết bao nhiêu người. Đang khi lòng rất hớn hở, chúng la lên rằng: hãy gọi Samson để hắn làm trò vui cho chúng ta. Vậy chúng dẫn Samson ở ngục đến, rồi người làm trò trước mặt chúng. Người ta đã để người đứng giữa các cột. Samson bèn nói cùng đứa trẻ nắm tay mình rằng: hãy buông ta và để cho ta rờ đến các cột đỡ chịu cái đền, hầu cho ta dựa vào đó. Vả, đền đầy những người nam, người nữ và hết thảy các quan trưởng Philippines đều ở đó. Tại trên sân mái đền cũng có độ gần 3.000 người nam và nữ xem Samson làm trò. Bây giờ Samson kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng: Chúa Giê-hô-va ơi, xin Ngài nhớ lại tôi. Hỡi Đức Chúa Trời, xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi, hầu cho tôi báo thù dân Philippines về sự mất hai con mắt tôi. Samson vớ lấy hai cây cột ở chính giữa đỡ chịu cây đền, một cây ở bên hữu và một cây ở bên tả, nhận vào mà rằng: nguyện tôi chết chung với dân Philippines. Đoạn người ráng hết sức xô hai cây cột, đền đổ xuống trên các quan trưởng và cả dân sự ở đó. Ấy vậy, trong lúc chết, Samson giết nhiều người hơn là giết trong khi còn sống. Kế đó, anh em người và cả nhà cha người đi xuống, đem thay người về, chôn tại giữa Sorea và Etaon trong mộ của Manoa cha người. Samson làm quan xét trong Israel 20 năm. Chương 17. Trong núi Ephraim, có một người nam tên là Mica. Người nói cùng mẹ mình rằng: 1100 miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ, mà mẹ đã rủa xả trước mặt con và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe. Này, bạc đó hiện ở trong tay con, ấy là con đã lấy. Mẹ người đáp rằng: nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Mica trả lại cho mẹ mình 1100 miếng bạc ấy. Mẹ bèn nói cùng người rằng: tôi biệt bạc này riêng ra cho Đức Giê-hô-va để làm cho con trai tôi một cái tượng chạm luôn với hai cái chân bằng gan. Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ. Xong, Mica lại trả bạc cho mẹ mình. Mẹ bèn lấy 200 miếng trao cho thợ đúc làm một tượng chạm luôn với cái chân bằng gan để trong nhà Mica. Như vậy, nhà Mica trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái ephod và những teraphim, rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Trong lúc đó, không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Bây giờ ở Bethlehem tại xứ Juda, về nhà Juda, có một gã trai trẻ là người Lê-vi kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Juda đặng đi kiếm nơi nào kiều ngụ được. Đang đi đường, người tới núi Ephraim qua nhà Mica. Mica hỏi rằng: ngươi ở đâu đến? Người Lê-vi đáp: tôi ở Bethlehem trong xứ Juda đến, toan đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được. Mica nói: hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta. Ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm 10 miếng bạc, một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình. Người Lê-vi bèn vào, bằng lòng ở cùng Mica, và Mica coi người trẻ ấy như một con trai của mình. Mica lập người Lê-vi làm thầy tế lễ cho mình, và người ở trong nhà Mica. Mica nói: bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta, bởi vì ta có người Lê-vi này làm thầy tế lễ. Chương 18. Đang lúc đó chẳng có vua nơi Israel. Chính hồi ấy, chi phái Đan đi tìm một địa phận đặng lập nghiệp
vì từ trước đến giờ, trong các chi phái Israel, chi phái này chưa nhận được sản nghiệp nào hết. Vậy, người Đan chọn trong chi phái mình 5 người mạnh dạn, sai từ Sorea và Etaon đi khắp nơi do thám sứ và dặn họ rằng: "Hãy đi do thám sứ." Chúng sang qua núi Ephraim đến nhà Mica và ngủ đêm tại đó. Chúng đang ở gần bên nhà Mica thì nghe tiếng của gã trẻ tuổi là người Lê-vi, bèn lại gần mà hỏi rằng: "Ai dẫn ngươi đến đây? Ngươi ở đây làm chi? Và ở chỗ này có gì?" Người đáp: "Mica có đãi tôi thế này, cấp cho tôi lương tiền, dùng tôi làm thầy tế lễ cho người." Chúng tiếp: "Thế thì hãy hỏi ý Đức Chúa Trời, để chúng ta biết con đường chúng ta đi đây sẽ có may mắn chăng?" Thầy tế lễ đáp: "Hãy đi bình an. Đức Giê-hô-va đói đến con đường của các ngươi đi." Vậy, 5 người ấy lên đường, đến La-ít. Thấy dân sự tại đó có thói tục dân Si-đôn ở an ổn, bình tịnh và vững chắc. Trong kẻ quản hạt xứ đó, chẳng có ai làm cho chúng bị hại chút đỉnh nào hết. Chúng vốn cách xa dân Si-đôn, chẳng có việc chi với ai cả. Kế ấy, 5 người trở về cùng các anh em mình tại Sorea và Etaon, thì anh em hỏi chúng rằng: "Các anh đã làm gì?" 5 người đáp: "Hè, hãy đi lên đánh chúng nó, vì chúng tôi có thấy xứ ấy thật lấy làm tốt nhất." "Ủa kìa, anh em ở đó chẳng làm chi sao? Chớ nên biếng nhác mà đi lên đến chiếm lấy xứ ấy làm sản nghiệp. Khi anh em vào xứ đó sẽ đến cùng một dân ở an ổn. Xứ ấy thật rất rộng và Đức Chúa Trời đã phó nó vào tay anh em. Quả thật một nơi chẳng thiếu vật chi đất sinh sản." Vậy 600 người về dòng Đan cầm binh khí đi từ Sorea và Etaon lên đóng trại tại Kiriat Yearim trong đất Juda, nên chỗ đó hãy còn gọi là trại quân Đan cho đến ngày nay. Nó ở phía sau Kiriat Yearim. Từ đó, chúng đi sang núi Ephraim và đến nhà Mica. Bây giờ, 5 người đã đi do thám sứ La-ít, cất tiếng nói cùng anh em mình rằng: "Trong nhà này có một cái ephod, những teraphim và một tượng chạm với chân bằng gan, anh em có biết chăng? Vậy, bây giờ, hãy xem điều anh em phải làm." Chúng bèn lại gần, vào nhà người Lê-vi trẻ tuổi, tức là vào nhà của Mica, và chào người. 600 người về dòng Đan cầm binh khí giữ ở ngoài cửa. Nhưng 5 người đã đi do thám sứ đi lên vào nhà và cướp lấy tượng chạm, chân bằng gan, ephod và những teraphim, đang khi thầy tế lễ đứng tại cửa cùng 600 người cầm binh khí. 5 người đó vào nhà cướp lấy các vật ấy rồi. Thầy tế lễ bèn hỏi chúng nó rằng: "Các ngươi làm chi vậy?" Chúng đáp rằng: "Hãy nín đi, lấy tay bụm miệng lại và đến cùng chúng ta, làm cha và thầy tế lễ cho chúng ta. Ngươi làm thầy tế lễ cho một nhà, hay làm thầy tế lễ cho một chi phái, một họ hàng trong Israel, điều nào là khá hơn?" Thầy tế lễ mừng lòng, lấy ephod, những teraphim và tượng chạm, rồi nhập với bọn ấy. Chúng bèn xây lại lên đường, để cho con trẻ, súc vật và đồ hành lý đi trước. Chúng đã đi xa khỏi nhà Mica rồi. Có những kẻ ở gần nhà Mica nhóm lại đuổi theo người Đan, vì chúng kêu la sau họ. Người Đan xây lại mà nói cùng Mica rằng: "Ngươi có điều chi? Vì sao ngươi có nhóm lại những kẻ đó?" Mica đáp: "Các ngươi đã cướp lấy các thần ta đã làm nên và luôn thầy tế lễ mà đi, còn chi lại cho ta? Sao các ngươi còn hỏi rằng ta có điều chi?" Người Đan đáp cùng Mica rằng: "Chớ cho ta nghe tiếng ngươi nữa, e có người nổi giận xông hãm các ngươi, làm cho ngươi và nhà ngươi đều bị mất sự sống chăng?" Bây giờ người Đan cứ đi đường, còn Mica thấy chúng mạnh hơn mình, bèn trở về nhà mình. Ấy vậy, sau khi đã cướp lấy vật của Mica đã chế ra và thầy tế lễ mà người đã có trong nhà mình, thì chúng xông vào dân La-ít, là một dân ở bình tịnh vững chắc, lấy gươm giết dân đó rồi châm lửa đốt thành đi. Chúng giữ tượng chạm của Mica làm nên
trọn trong lúc đền Đức Chúa Trời ở tại Silo. Thi Thiên 85. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ Ngài, đem những phu tù của Gia-cốp trở về. Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. Chúa đã thâu lại sự giận dữ Chúa, nguôi sự nóng nảy về thịnh nộ Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi, xin hãy đem chúng tôi trở lại và dứt sự tức giận về chúng tôi. Chúa sẽ giận chúng tôi mãi mãi ư? Cơn thịnh nộ Chúa há sẽ còn đời đời sao? Chúa há chẳng khứng làm cho chúng tôi sống lại, hầu cho dân Chúa vui vẻ nơi Chúa sao? Hỡi Đức Giê-hô-va, xin cho chúng tôi thấy sự nhân từ Ngài và ban cho chúng tôi sự cứu rỗi của Ngài. Tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài. Nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Sự cứu rỗi của Ngài thật ở gần những kẻ kính sợ Ngài, hầu cho sự vinh hiển được ở trong xứ chúng ta. Sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã hôn nhau. Sự chân thật nức mộng từ dưới đất, sự công bình từ trên trời ngó xuống. Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt, xứ chúng ta sẽ sinh sản hoa lợi nó. Sự công bình sẽ đi trước mặt Ngài, làm cho dấu chân Ngài thành con đường đáng theo. Chương 24. Năm thứ 9, ngày mùng 10 tháng 10, có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng: Hỡi con người, hãy ghi chép tên ngày này, chính ngày này. Cũng chính ngày này vua Babylon đến gần thành Jerusalem. Hãy nói một lời thí dụ cho nhà loạn nghịch ấy và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hãy đặt nồi, hãy đặt và đổ nước vào. Hãy để những tấm thịt vào, là hết thảy những tấm thịt tốt, những đùi và vai, và làm cho đầy xương rất tốt. Hãy chọn con rất tốt trong bầy, và vì xương chất củi dưới nồi. Hãy làm cho sôi sục sục lên để nấu xương trong nồi. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho thành hay đổ máu, khốn cho nồi bị ten rét mà ten rét chưa trừ hết. Hãy lấy từ tấm ra cho hết, không có bắt thăm. Vì máu mà nó đã đổ ra còn ở giữa nó. Nó đã đổ máu ấy trên vần đá láng bóng, chứ không đổ trên đất đặng cho bụi che lấp đi. Ấy là để làm cho cơn giận nổi lên và báo thù, mà ta đổ máu nó trên vần đá láng bóng, đến nỗi nó không có thể che đậy được. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Khốn cho thành hay đổ máu, ta cũng sẽ chất một đống củi lớn. Hãy chất củi, làm cho lửa hực lên, làm cho rục thịt, cho đặt nước và cho xương cháy đi. Đoạn, hãy đặt nồi không trên những than lửa đỏ, hầu cho đồng nó cháy lên, cho sự ô uế nó tan ra ở bề trong và cho ten rét của nó sạch hết. Nó làm việc mệt nhọc, nhưng ten rét quá lắm của nó còn chưa ra khỏi. Dầu bỏ ten rét nó vào lửa cũng không ra. Sự ô uế mày là tà dâm. Vì ta đã tẩy sạch mày và mày không trở nên sạch, thì mày sẽ không được chùi sự dơ bẩn của mình nữa. Cho đến chừng nào ta đã làm cho cơn giận của ta được yên nghỉ đối với mày. Ta là Đức Giê-hô-va. Ta đã phán, sự đó sẽ xảy đến và ta sẽ làm thành. Ta sẽ không lui đi, không tiếc, không ăn năn. Người ta sẽ xét đoán mày theo đường lối mày và theo việc làm mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, này, thinh linh, ta sẽ cất khỏi ngươi sự con mắt ngươi ưa thích. Nhưng ngươi sẽ chẳng than thở, chẳng khóc lóc, và nước mắt ngươi chẳng chảy ra. Hãy than thầm, chớ phát tang cho những kẻ chết. Khá vấn cái khăn trên đầu ngươi, mang giày ở chân ngươi. Chớ che môi lại, và đừng ăn bánh của kẻ khác. Sớm mai, ta nói cùng dân sự. Đến chiều, thì vợ ta chết. Sáng bữa sau, ta làm theo như lời đã phán cho ta.
Bây giờ dân sự nói cùng ta rằng: Ngươi không tỏ cho chúng ta về cách ngươi làm như vậy là nghĩa gì sao? Ta trả lời rằng: Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hãy nói cùng nhà Israel, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ làm ô uế nơi thánh ta, là nơi các ngươi lấy làm khoe khoang về quyền năng mình. Mắt các ngươi ưa thích, lòng các ngươi thương xót, và những con trai con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ ngã bởi gươm. Bây giờ, các ngươi sẽ làm như ta đã làm. Các ngươi không che môi, không ăn bánh của kẻ khác. Khăn các ngươi sẽ để yên trên đầu, giày các ngươi sẽ mang luôn dưới chân. Các ngươi không kêu thương, không khóc lóc, song sẽ bị hao mòn vì cớ tội ác mình, và các ngươi cùng nhau than thở. Ê-xê-chi-ên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Phàm sự nó đã làm thì các ngươi cũng sẽ làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Hỡi con người, về ngươi thì ngày nào ta sẽ cất khỏi chúng nó sức mạnh, sự vui mừng, sự vinh hiển, sự ưa thích của mắt chúng nó, sự lòng chúng nó yêu mến, con trai và con gái chúng nó. Trong ngày đó sẽ có kẻ trốn đến báo tin cho tai ngươi nghe. Trong ngày đó miệng ngươi sẽ mở ra cùng một lúc với miệng của kẻ trốn. Ngươi sẽ nói và không bị câm nữa. Ngươi sẽ là một dấu hiệu cho chúng nó, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Chương 25. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy xây mặt về con cái Am-môn và nói tiên tri nghịch cùng chúng nó. Hãy nói cùng con cái Am-môn rằng: Hãy nghe lời của Chúa Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì ngươi có nói rằng: Hay, hay về nơi thánh ta khi nó bị ô uế, về đất Israel khi nó bị làm nên hoang vu, cùng về nhà Juda khi nó bị bắt làm phu tù. Bởi cớ đó, này, ta sẽ phó ngươi cho các con cái phương Đông làm cơ nghiệp. Chúng nó sẽ đóng trại giữa ngươi và cất nhà mình ở đó. Chúng nó sẽ ăn trái ngươi và uống sữa ngươi. Ta sẽ khiến Raba làm chuồng lạc đà và con cái Amon làm chỗ bầy vật nằm. Thì các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Bởi ngươi đã vỗ tay, đập chân, đầy lòng khinh dễ và vui vẻ về đất Israel, bởi cớ đó, này, ta đã giá tay ta trên ngươi. Ta sẽ phó ngươi làm mồi cho các nước. Ta sẽ trừ ngươi ra khỏi các dân. Ta sẽ diệt ngươi khỏi các nước. Ta sẽ hủy hoại ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì Mô-áp và Sê-i-rơ có nói rằng: Này, nhà Giu-đa cũng như các nước khác, bởi cớ đó, này, ta sẽ phá các thành của bờ cõi người Mô-áp, tức là hết thảy các thành trong đất chúng nó làm vinh hiển cho xứ ấy, là thành Bết-giê-si-mốt, thành Ba-anh-mê-ôn và thành Kiri-a-ta-im. Ta sẽ phó xứ này và xứ của người Am-môn cho các con trai phương Đông. Ta sẽ ban những xứ này cho chúng nó làm sản nghiệp, hầu cho con cái Am-môn không được ghi nhớ giữa các nước nữa. Ta cũng sẽ làm sự phán xét trên Mô-áp, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì dân Ê-đôm đã làm sự báo thù nghịch cùng nhà Giu-đa, và nhân báo thù nhà ấy mà phạm tội nặng, nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ giá tay nghịch cùng Ê-đôm, sẽ dứt người và vật ở đó. Ta sẽ làm thành ấy nên hoang vu, từ Thê-mang đến Đê-đan, chúng nó sẽ ngã bởi gươm. Ta sẽ làm sự báo thù ta trên Ê-đôm bởi tay của dân Israel ta. Dân ấy sẽ đãi dân Ê-đôm theo như sự thịnh nộ và tức giận của ta. Bây giờ chúng ta sẽ biết sự báo thù của ta là thế. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì dân Philistin làm sự báo thù theo lòng ghen ghét vô cùng mà muốn hủy diệt. Bởi đó Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ giá tay trên các người Philistin, sẽ dứt những người Cơ-rết,
và ta sẽ làm cho chết hết những kẻ còn sót lại ở trên mé biển. Ta sẽ làm sự báo thù lớn nghịch cùng chúng nó, mà dùng cơn giận quở trách chúng nó. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi ta sẽ làm sự báo thù nghịch cùng chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.